Hello, em xin chào tất cả anh em đam mê Zippo đã ghé thăm và ủng hộ kênh Bật Lửa Zippo Gò Vấp Dưa Ra của em nha. Nhà kênh của em thì chuyên bán các mặt hàng Zippo cổ xưa La Mã với tiêu chí hàng đầu luôn luôn là hàng Dinh, chuẩn Mỹ. Và trong clip ngày hôm nay thì ngoài việc mô tả chi tiết chiếc Zippo có chủ đề về xe nổi tiếng mô tô Harley Davidson này ra thì bên cạnh đó em cũng sẽ thông báo giá cụ thể đến với anh em luôn ạ. Và những anh em mà mới biết đến kênh của em đầu tiên thì cho em xin một đăng ký kênh và một like để mình tiện theo dõi những mẫu mã có ở trong kênh của em nhiều hơn nha. Và bây giờ thì em xin phép vào chi tiết chiếc Zippo ngày hôm nay. Chiếc Zippo ngày hôm nay là một chiếc Zippo về chủ đề mô tô Harley Davidson, dòng xe nổi tiếng nha anh em. Và chủ đề của nó thì được khắc chìm rất là đẹp. Anh em nhìn nè, rất là kỹ xảo luôn à, rất là tinh tế, đẹp nha anh em. Nó có ống ánh bạc bạc như chỗ này nữa mô tô Harley Davidson Cycle. Chiếc này thì được sản xuất vào năm 2000, mộc kép, còn có thể gọi là mộc giao thời giữa đời La Mã bắt đầu chuyển qua đời số. Là ở dưới mộc đáy nó sẽ hiện là 2016 La Mã là năm 2000, tháng C là tháng 3, mộc đáy lõm, hàng nội địa Mỹ. Chiếc này thì em về với tình trạng là máy mới chưa lên lửa nha anh em. Mặt trước của nó đây, có những xước tơ lông mèo. Và chất liệu của chiếc Zippo này là cốt đồng mạ chrome phay xước, nên anh em nhìn thấy cái đường phay xước, văn xước ngang của nó rất là nhuyễn. Đây, cạnh viền của nó thì là HB bóng, quá là đẹp nha anh em. Và mặt sau của nó cũng có những xước tơ. Tại vì những mặt hàng Zippo này là những mặt hàng Zippo có giá trị nên em sẽ quay cận cảnh và kỹ hơn. Anh em cứ xem kỹ clip của em nha. Có điều gì thắc mắc thì anh em cứ liên hệ cho em qua số điện thoại em có ghim sẵn ở góc dưới này, hoặc là Zalo, là nó sẽ nhanh hơn là anh em bình luận trên kênh YouTube của em nha. Cạnh viền bản lề đây bản lề của nó là bản lề 5 cháu, thẳng hàng khép kín nha anh em. Hai dấu bấm điện tròn của hãng. Một chiếc Zippo chủ đề 2. Trên cạnh viền trên nắp thì nó có những dấu chấm nhỏ nhỏ xíu xíu nhưng vì có sự va chạm tạo nên vết xước. Âm hai nha anh em. Đây, chiếc Zippo bên trong lòng vỏ còn dơ theo bụi đá. Bản lề trên, bản lề dưới. Về chiếc ruột của nó là một chiếc ruột thép. Tháng là tháng G, 16 La Mã là năm 2000. Một chiếc ruột thép đẹp nha anh em. Chặn xăng và ốc đá. Ốc đá thì hơi sậm xíu nha. Chặn xăng nó cũng ngã màu theo. Mặt sau của chiếc Zippo này, lưỡi gà của nó bên trong là lưỡi gà vuông to, hai bên mép có chặt gấp, tim có dây đồng. Bánh xe của nó đây vẫn còn đá và bánh xe quá bén lửa, đẹp nha anh em. Và chiếc Zippo chủ đề về mô tô Harley Davidson mới chưa lên lửa năm 2000 mộc kép, em xin phép mẫu này giao lưu đến anh em có giá là 1,6 triệu nha. Em bao phí vận chuyển và tặng kèm anh em đá đỏ luôn à. Tại vì chiếc này mà nếu mà nó không có tình trạng nó xước tơ lông mèo thì giá nó sẽ cao hơn, nhích hơn lên một xíu nha anh em. Nhưng mà chiếc này thì mồi thuốc là quá là đẹp, ok luôn ạ. Và trước khi kết thúc clip này thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đam mê Zippo
đã ghé thăm và ủng hộ kênh Bật Lửa Zippo Gò Vấp dưới đây của em ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau.